những lệnh Linux căn bản cần biết khi chạy Node. Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Tín Alpha. Thì trong nội dung video này mình sẽ chia sẻ những lệnh Linux căn bản cần biết khi chạy Node nha. Đấy, phải đọc là Linux chứ không phải là Linux hay là Linux gì đó. Đọc là Linux. Nhấn bấm 1 cho mọi người. Ok, bây giờ cùng bắt đầu thôi nào. Mình có làm một file script ở đây. Đầu tiên là lệnh SSH kết nối với VPS ha. Thì đầu tiên mọi người mở terminal lên. Thì nếu mà mọi người xài Windows 1 thì nó có terminal ấy, hay gọi là CMD, mọi người gõ tìm kiếm xong rồi gõ cái ứng dụng CMD lên, hoặc là xài ứng dụng Booty gì đó. Thì lệnh đầu tiên là SSH đúng không? SSH root thì mình sẽ kết nối với VPS thông qua lệnh này. Đấy, nếu mà trong lần đầu mọi người kết nối hoặc là mọi người đã reset VPS thì nó sẽ báo có một cảnh báo như thế này. Thì để mà khắc phục cái lỗi này thì mọi người gõ cái lệnh này. SSH keygen cách là cái nối R sau đó dán địa chỉ IP vào. Thì nó sẽ mình mọi người sẽ kết nối lại lần nữa thì nó sẽ ok. Được không? Trong lần đầu tiên kết nối tới VPS thì nó sẽ hỏi là câu hỏi như này, mọi người gõ là Z nha, cho mọi người nhập password. Ok ha. Đấy, lúc mà nhập password thì nó không hiện ra đâu. Sau khi mà kết nối thành công thì nó sẽ có giao diện như này, root a còng gì đó. Đấy, đó là đối với macOS nha, còn Win thì nó khác ha. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn những cái lệnh là Linux căn bản cho người mới chạy Node, bắt đầu chạy Node nha. Đầu tiên là lệnh bwd. Thì cái lệnh này là sẽ giúp cho mình biết là mình đang đứng ở đâu, vị trí của mình đang đứng ở đâu trong cái VPS này. Đấy, thì mình sẽ gõ nha, bwd. Thì nó trả kết quả về là mình đang đứng ở tại thư mục root nha. Đấy, mình đã đứng tại thư mục root của cái VPS này. Rồi. Tiếp theo ở thêm lệnh nữa đó chính là cái lệnh quan trọng là lệnh ls này. Lệnh này là sẽ giúp cho mình xem là hiện tại là trong cái thư mục mình đang đứng ấy thì là nó có những cái gì trong đấy. Xem tại nơi mình đứng có những gì. Thì dùng cái lệnh này ha. Theo lệnh ls thì hiện tại trong thư mục root này á, tức là nơi mình đứng ấy, là chỉ có một cái file update.txt thôi ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp theo là lệnh cd ha, di chuyển tới thư mục đang có tại chỗ mà bây giờ hiện tại chưa có thư mục hết đúng không, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái thư mục nha. Tạo một cái thư mục thì nó sẽ có cái lệnh là mkdir để mà tạo thư mục. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái thư mục nha, mkdir. Ví dụ tạo thư mục là new folder chẳng hạn. Mọi người đợi mình chuyển sang cái gọi tiếng Anh không này. New folder viết liền đi. Bây giờ mình sẽ tạo thư mục new folder ha, bằng cái lệnh này. Sau đó mình sẽ gõ dùng lệnh ls để mà mình xem là đang có hay chưa. Đó, bây giờ đã có thư mục là new folder. Thì cái folder ấy thì nó sẽ màu nó khác so với cái lệnh file. Đó. Tức là di chuyển tới thư mục đang có tại chỗ. Tức là tại chỗ mình đang đứng này thì có thư mục là folder đúng không? Mình là vừa ls ra đó. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển tới thư mục này bằng cách là dùng lệnh cd new folder. Đó là mọi người thấy là nó có cái tên này, nó có cái mũi dấu ngã này. Đấy, rồi sạc new folder là mình đang ở cái tại thư mục new folder rồi ha. Tiếp theo là di chuyển tới thư mục bất kỳ. Đấy, CD mà có dấu ngã là di chuyển tới mục bất kỳ nhá. Thực tiễn tí mình sẽ hướng dẫn kể lại cái lệnh này sao. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là lệnh trở về thư mục cũ, dùng CD cách ra hai chấm
Bây giờ mình muốn trở về cho một root thì mọi người sẽ dùng dùng cái lệnh là cd cách ra hai chấm, cách ra cái hai chấm thì mình đã quay trở lại thêm một root đấy. Để chắc chắn là mình đang ở thêm một root thì mình gõ lại cái lệnh bw d thì là nó cho thấy là mình đang ở thêm một root ha. Rồi có thể ls ra này thì nó lại hiện ra new folder với lại ở đây thầm text đây ha. Rồi tiếp theo di chuyển tới một thư mục bất kỳ đúng không, mà dùng dòng ngã này bây giờ mình sẽ di chuyển lại một lần nữa về trước thư mục rút nữa thì mình dùng cd hai chấm đó rồi mình sẽ ls ra đấy thì mình thấy rất là nhiều cái thư mục luôn đấy, trong đó cái thư mục rút của mình nằm nó nằm ở đây ha, đấy thư mục rút của mình nằm ở đây đó thì mình đã bây giờ mình muốn từ vị trí này đấy, từ vị trí này bây giờ mình muốn xem mình đang ở đâu, bw đây này chẳng hạn đấy, mình đang ở gọi là nơi ban đầu luôn, nơi bắt đầu luôn không có gì luôn, không phải rút không phải gì hết đấy. Thế bây giờ mình muốn di chuyển từ đây mà mình chuyển thẳng tới cái nơi là new folder đấy thì mình dùng luôn cái lệnh cd có dấu ngã này, này thì mình di chuyển một phát tới đó luôn nha, dùng cd cách dấu ngã nha, sau đó mọi người gọi chữ là new folder dấu ngã xong rồi sẹt cái ha, new folder đó là mọi người di chuyển một phát từ ngoài mà tới thẳng luôn cái new folder đấy, hoặc là mọi người di chuyển bất kỳ nơi đâu đấy, di chuyển tới một thư mục bất kỳ đấy, tức là mọi người đang ở đâu cũng được, mọi người có thể di chuyển một phát dùng cái lệnh này là di chuyển tới đó luôn đấy, ok chưa. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện những tiếp theo, ví dụ như là sudo thì thực hiện dưới quyền admin này, lệnh cài đặt này, lệnh tải này này thì đó thì khi mọi người khi mà nhìn thấy những chữ này thì mọi người biết là mình đang thực hiện dưới quyền admin này, apt là lệnh cài đặt, wget là lệnh tải ha. Rồi đấy khi mọi người đọc những cái lệnh mà trong cái hướng dẫn của Nia hay là Sui hay những cái chạy nốt bây giờ thì mọi người có để ý những cái lệnh này ha, đó thì là để hiểu là nó thực hiện nhiệm vụ gì. Rồi tiếp theo là đó là những là cái lệnh vi hay nano chẳng hạn đấy, để lệnh xem và sửa file đấy. Nãy mình tạo là nãy mình hướng dẫn mọi người tạo thư mục rồi đúng không, bây giờ mình sẽ thực hiện là xóa thư mục, xóa thư mục ha, ví dụ bây giờ mình muốn xóa cái thư mục new folder này đi thì mọi người lại cd ra cái ra ngoài nhé, lại lại một chút mọi người ls ra này, bây giờ mình muốn xóa cái thư mục đó đi thì mình sẽ dùng cái lệnh remove ha, remove bây giờ mình sẽ xóa cái thư mục folder remove là bản thân nó là xóa rồi đúng không, nhưng mình muốn xóa ví dụ mình muốn xóa file thôi, ví dụ xóa là file update.txt chẳng hạn, cái file này ok update.txt nha, đó bây giờ mình lấy ra này thì là nó đã mất cái file update.txt đúng không, bây giờ mình muốn xóa folder nhưng mình sử dụng cái lệnh remove thôi, rồi new folder xem có xóa được không nha, thì nó sẽ báo như này, bây giờ mình muốn xóa thư mục á mình phải có là gì, remove xong rồi rf xong rồi mới xóa được thư mục ha, remove rf xong rồi mình nhập tên folder đó, new folder đó thì new folder mình ghi sai ha. Mình ghi sai chỗ này thiếu chữ d này nên là vẫn chưa xóa được, như là remove rf new folder. Rồi bây giờ mình ls ra nha, nó không có gì hết, chứng tỏ mình đã xóa hết rồi đúng không, ok. Rồi tiếp theo là mình sẽ lệnh tạo file, giờ mình lại tạo cái file lại như cũ update.txt nha, thì mình dùng lệnh cut này rồi update.txt mình ls ra này. Đó thì nó lại có cái file update.txt trở lại, ok chưa. Rồi bây giờ mình muốn
xem cũng như là sửa file thì mình cũng có thể dùng lệnh nano hoặc là lệnh vi này ha. Đấy, thì mình hay thích dùng nano thôi. Bây giờ mình muốn sửa cái file fd.txt thì mình sẽ gõ là mình dùng quyền admin vào sudo nano update.txt. Đó thì là đây một cái file update, đây là một cái file trống ha, lúc nãy mình vừa mới tạo xong. Thế bây giờ mình sẽ điền một vài chữ đó như là xin chào các bạn ạ. Xin chào các bạn. Rồi bây giờ mình muốn lưu lại thì mình dùng lệnh loại out bằng cách gõ Ctrl O ha. Ctrl O. Xong rồi nó hỏi là mình sẽ viết lên cái file update.txt đúng không? Thì mình sẽ ấn Enter là nó đã thông báo là row một line, tức là nó đã lưu lại một một dòng này rồi cho mình ha. Bây giờ mình muốn thoát ra thì mình gõ là gì? Ctrl X ha. Ok. Rồi, vậy là mình đã điền nội dung cho cái file .txt. Rồi bây giờ mình muốn chẳng như là mình muốn đọc lại cái file đó thì mình sẽ dùng lệnh cache ha. Cache update.txt. Đó thì là nó hiện ra cái nó trả về kết quả là xin chào các bạn nãy mình vừa nhập này, đó là đọc cái file đó ra. Ok chưa? Tiếp theo là rm mình đã hướng dẫn nha, lệnh xóa file, bây giờ lệnh copy file chẳng hạn. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái thư mục đi. Thư mục là mkdir a đi. Đấy. Rồi. Chắc là tên chữ A nó không lấy rồi, bây giờ mình sẽ mình đang ở đâu đây? Đấy đúng không? Mkdir tạo thư mục là A1 đi. Rồi loại S ra này. Rồi, có thư mục A1 ha, bây giờ mình sẽ mkdir một A2 chẳng hạn. Rồi bây giờ mình sẽ copy cái file update.txt này vào thư mục A1 nhé. Đấy, mình sẽ dùng lệnh cd update.txt là cái file đó. Xong rồi bây giờ mình sẽ copy vào cái thư mục A1. Thì mình sẽ A1. Rồi. Để xem. Rồi bây giờ mình sẽ truy cập tới A1 nhé. Copy chưa được hả? Để copy lại nhé. Copy. Mình sẽ suy lại. Đây. Tới A1 xem CD A1 CD A1 ha. Vậy bây giờ đã có thư mục update.txt trong cái folder A1 ha. Được. Bây giờ mình muốn là copy cái file update.txt này sang thư mục A2 thì mình sẽ là dùng như này. Copy copy save A1. Ok chưa, copy một set update chấm txt sang set A2. Not a directory. Nó bảo là không phải thư mục. Lại nha, copy mình sẽ dùng dòng ngã này,
H1 chặt đây tới A2 nha. A2 rồi, bây giờ mình sẽ truy cập A2 nha. A2 quên, mình đang ở trong A1. Bây giờ mình muốn CD tới A2 thì mình cũng CD dùng ngã này, xẹp này, A2 này. Đó, mình ở đâu cũng được mà mình vẫn CD tới được cái thư mục mình cần. Đó là đã có file upgrade.txt ha. Đấy, và cái lệnh copy file từ thư mục A1 sang thư mục A2 á. Rồi, đây này, lệnh này thì mình mọi người đứng ở đâu mọi người vẫn có thể sử dụng cái lệnh này được. Đấy, tại vì mình đã dùng dấu ngã này rồi này. Đó, đứng ở đâu thì vẫn có thể sử dụng được cái lệnh này. Đấy, đó là lệnh copy ha. Lệnh test tạo file rồi, copy rồi. Đó. Rồi, đó là một số lệnh cơ bản ha. Tiếp theo là cách sử dụng hàm tmux này. Tmux đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đi lại nhé. Thì ra ngoài nhé. Rồi, bây giờ mình muốn sử dụng hàm tmux thì mọi người phải cài cái tmux trước đúng không? Mọi người đầu tiên mọi người xài cái tmux thì mọi người gõ ra thì nó không có, nó sẽ báo là cái lệnh tmux thì nó chưa tìm được tìm thấy. Và có thể cài đặt với bằng cái lệnh này thì mọi người cứ copy rồi mọi người cài thôi. Rồi, yes ha. Rồi sau khi đã cài xong tmux rồi á thì mọi người hiểu là tmux là một cái ứng dụng là để mà khi mà mình chạy bất kỳ một cái, tức là mọi người muốn duy trì cái lệnh đó chạy liên tục, khi mà mình tắt cái VBS này này, đó mình không kết nối tới VBS nữa thì nó vẫn chạy ấy. Thì mọi người sẽ dùng hàm tmux này. Đấy, thì đầu tiên là mọi người kiểm tra xem là có những cửa sổ tmux nó đang chạy không bằng gõ là tmux ls thì nó sẽ báo là này, đây là biết là tmux ls, nên là giờ mình chưa có bất kỳ gì, bây giờ mình sẽ tạo thử một cái cửa sổ tmux nha bằng cái gõ tmux trước enter. Thì đây là cái cửa sổ đầu tiên, nó có tên là không này. Đó, đây là cửa sổ tmux đầu tiên. Thì bây giờ mọi người muốn chạy một cái lệnh nào đó ở trong này liên tục thì mọi người sẽ gõ ở trong này. Đấy, giờ là gì đó. Bây giờ mọi người muốn detect cái tmux này ra thì mọi người phải gõ bấm control với b, bấm control v cùng một lúc, sau đó mọi người bấm chữ d, control b này thì là nó sẽ detect được cái tmux ra và mọi người quay trở lại cái màn hình mình đang làm việc ha. Nhưng mà cái cửa sổ tmux vẫn đang chạy bằng cách mọi người gõ tmux ls thì nó ra hiện là cửa sổ không đang chạy này. Đó, mình có hướng dẫn một cái hướng dẫn về sử dụng tmux ở trên cái doc của mình nha. Đấy, mình sẽ để link dưới phần mô tả luôn. Bây giờ mình muốn gắn lại cái cửa sổ đó thì mọi người như nào thì gõ là tmux attack to không. Đó, mọi người đã quay lại cái cửa sổ tmux lúc nãy ha. Rồi, bây giờ mọi người muốn thoát cửa sổ tmux thì vẫn là bấm control b cùng một lúc sau đó bấm d, đó làm detect ra. Bây giờ mình muốn xóa cái, muốn kill cái cửa sổ này đi, tắt cửa sổ này, đóng cửa sổ này đi, để đóng những cái gì đang chạy bên trong nó thì chúng như nào thì mình gõ là tmux kill session to. Đó là mọi người gõ tmux kill session cách cả cái gạch ngang t, sau đó chọn tên cái cửa sổ mọi người muốn kill. Ví dụ cửa sổ lúc nãy là cửa sổ số 0 đúng không, bây giờ mình sẽ đi vào 0 và enter. Đó, bảo bây giờ mình tmux này ls ra thì là nó đã không có server đang chạy ha. Đấy, chứng tỏ là các lệnh mình đã, các cửa sổ tmux đã tắt hết rồi. Đó, rồi đấy, chỉ cần tmux thì chỉ cần quan tâm những vấn đề này ha. Đấy, về việc tạo cửa sổ sao rồi gắn cửa sổ sao, tắt cửa sổ sao, kêu cửa sổ sao đó, rồi là xem kiểm tra những cửa sổ sao, ok rồi đó. Rồi tiếp theo là cách sử dụng htop nhé. Htop cũng vậy thôi, mình mọi người gõ htop ra để xem là
nó đã cài chưa, chưa cài thì mình cài thôi, thì nó báo là mình đã chưa có này, bây giờ mình sẽ cài ha. Rồi sau khi gõ cài xong là mình gọi mọi người gọi htop ra, thì bằng cách cậy htop thì nó trong này thì mình sẽ kiểm tra được là hiện tại là bộ nhớ là nó sử dụng bao nhiêu. Đấy, ví dụ như là VPS này là 30 GB thì nó sẽ là 450 MB này đó. Hiện tại VPS mình có 8 core CPU đấy, 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 này, thì là nó sai bao nhiêu thì nó thể hiện đây ha. Còn ở dưới này nó sẽ hiện những cái ứng dụng đang chạy này. Đấy, ứng dụng đang chạy task là 21, có 7 thread, một cái đang chạy ha. Đó, mình có thể coi quan sát đây. Để mà thoát khỏi cái này thì có thể bấm là F10 ha, hoặc là bấm Ctrl C thôi. Ok ha. Rồi. Hoặc là mọi người kiểm tra ổ cứng bằng cách gõ là lệnh df, thì mọi người sẽ thấy được rằng là xem cái VPS này nó đang xài bao nhiêu. Đấy, thì bây giờ nó hiển thị này mọi người khó đọc đúng không? Thì mọi người gõ df megabyte chẳng hạn, mở đi thì nó dạng là megabyte ha. Đây là một k block, đây là một m block này, để xem df. Megabyte này, ví dụ như là ổ của mình là 800 GB, đấy, thì sử dụng là 2000 đầy mấy này, tức là 1% này, còn lại 700 mấy, 759 GB nhá, 759 GB đó, kiểu như thế. Rồi ví dụ như là nó tạo một cái ổ tạm gì đó đây, thì ổ tạm này xài là ổ tạm này có dung lượng là 3 GB, đấy, thì nó xài được 10%. À, nó xài được 10% này, đó, nó xài được 10% là 289 MB. Đấy, còn lại như đây. Ok chưa? Đó, đây là cách hiển thị dạng mê này, megabyte này. Đấy. Đấy. 803 mình xài ghi nhé. Ok đó. Đó là cách kiểm tra xem cái VPS mình đang còn bao nhiêu, available là còn bao nhiêu trống này để sử dụng này ha. Đấy, bao nhiêu phần trăm này các kiểu đấy. Rồi ha, ngoài ra còn rất là nhiều cái lệnh Linux căn bản nữa, nhưng mà đây là những cái lệnh mà mình thấy bây giờ mình cần thấy cần thiết là mình cần hiểu đấy, thì mọi người có thể tham khảo thêm này, những lệnh Linux căn bản ở trên này. Đây có top 50 lệnh Linux căn bản cần biết này, đó của trang đi The Ocean luôn ha. Đấy, mình có thể để link này dưới phần mô tả cho mọi người coi này. Đấy, ls là đường cái lệnh thường xài nhất này, đó đấy những cái lệnh này mọi người đã đọc xem qua ha. Đấy, hoặc là bên này nó cũng có một cái dẫn cụ thể hơn này, đó thế nào là lệnh, các lệnh nó căn bản là sử dụng như nào các kiểu ha, mình sẽ để link cho phần mô tả luôn ha. Đấy, ok rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng quên cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.